Rồi xin chào cô chú, anh chị và các bạn. Để tiếp tục văn nghệ chương trình chiều. Để tiếp tục chương trình văn nghệ hôm nay. Cái này nó bị đông lạnh rồi. Ướp đá rồi, ướp lạnh rồi. Cá bún mú. Trời ơi, lá bụng nó con. Cá này nhà mình mới ăn lần đầu tiên nha. Bữa nay Vũng Tàu có ăn rồi mà quán làm không có thấy được con cá. Nó ở nhà mình nó mới ăn được cá này đầu tiên. Đợi ra Phú Yên ăn được cái con mà nó lội đó. Ở dưới nhà bè. Bữa đó là mình đi bè đó là ở đâu ta? Tấm nhàn đang ngái. Đá này hả? Dạ. Người ta có đồ cạo vậy đó, không chịu cạo, cầm cái dao. Cá này làm gì ăn? Tính hấp nước mắm. Hấp nước mắm hả? Sớm tính nấu cháo ăn, tao nói thôi mà hấp nước mắm của Minh Chán đi ngon. Tỏi nè. Nhìn đâu mà không có. Ủa lộn quên, củ hành với lại củ tỏi. Sao nữa đâu bày lại cho. Nữa đâu? Phải có gừng nữa. Nó mới thơm, nó mới bán mùi. Gừng với hành. Cái này là mình phi miếng tỏi với hành thơm mình ướp vô. Còn mấy cái củ hành sống đó, đó là đập dập dập bỏ vô. Có cái làng gì người ta bị mù là do ấy cái lột củ hành này nè. Ở đâu á? Sóc Trăng hay đâu? Hấp nước mắm thì chúng ta phải cho nước mắm vô. Tí xíu nước mắm mà. Chứ hấp nhiều quá nó mặn khỏi ăn. Có đường nữa. Gia vị. Chiều mưa. Chúng ta ăn cái gì đây? Cá hấp củ Minh Chán quá đã, thơm quá, nước mắm thơm. Nước mắm nó không ngồi mà thơm hả? Thơm.
chưa? Chín nữa mới hấp dẫn. Cái này sử dụng nước nóng hấp luôn cho nhanh, thì có ngấm nước mới sôi. Miền Tây thì ăn thì chỉ có nước mắm chấm thôi chứ cũng không biết làm nước gì để chấm. Trắng trắng đỏ đỏ. Nước mắm này nhìn thấy nó đẹp chứ ăn không ngon bằng mình đâm. Đâm nó thơm không? Đâm nó ra cái nhựa nó thơm, đậm vị hơn. Chùm chôm mình hái được mấy chùm. Chùm gà nó chín nay gai mà năm nay nó cũng có mấy chùm mà. Chua. Giòn hả? Giòn hả? Giòn lắm. Tưởng đâu chua chứ. Thầu cúng ớt vô ăn luôn nha. Rồi, đói bụng quá rồi, ăn cũng chán, cuốn. Xin mời, xin mời và kính mời. Cá chưa chín nó về mất tiêu rồi. Con ngồi xuống đi, con đứng lên như vậy. Khổ thiệt. Con muốn là con kêu cha nhúng đi rồi con cứu. Mẹ ăn gì? Dạ thưa má. Dạ thưa ba. Chúng tôi yêu nhau đã 6 năm rồi, chưa thành chồng thành vợ. Chưa đưa đũa chị đi. Có chén hoa mẩy. Cái này là tím hoa cà, này là màu hoa đậu biếc. Cái gì có được không thấy vậy? Rồi mời cả nhà. Rồi con cúng vậy Nguyên. Mẹ em nữa hả? Nhữ ít vậy đó. Nhữ ha. Ừ. Nó búi không quen. Nhữ ăn nhữ có nghĩa là bỏ vô xong lấy ra, bỏ vô lấy ra. Đây là ăn nhữ. Cô cha nhiều quá quá vậy. Cho con 7 tiếng đó. Con cần thau ớt nè. Con ăn cá hay quen, con cuốn cá vô quen. Con cuốn cá. Con ra nước nhiều lên để nước nào. Ba cái nước của bốc hơi lên á. Chứ con cá gì mà ra nước vậy vậy? Nước nó nổi á. Cá này á, làm gì cũng ngon hết trơn.
dai à. Quá trời đầu con cá. Cá cá bóng mú hả? Ừ. Đó giờ mọi người có ăn cá bóng mú mà hồi khói chưa? Cá bóng mú hấp nước mắm hả? Xong khói hả? Xong khói. Cá này sao nấu cháo ăn là ngon? Vậy mà. Cái này nấu cháo bỏ gừng vô á. Ừ. Ăn nhức nách. Gừng. Cái đầu nữa không là nấu được nồi cháo rồi. Bởi hấp dạ hủ. Thịt rất là dễ ngon. Thường á là người ta làm tới một con, người ta làm tới mấy món à. Ừ. Mình làm biến á. Cái đầu không là nấu nồi cháo. Cháo à. Chà bá luôn rồi nè. Bởi vậy. Hồi sáng em mua thịt bằm thẳng rồi, tính chiều nấu cháo. Mai làm lại con khác nha. Có đâu đi mua. Rồi 7 đi. 8 kêu hấp đi. Bự quá. 8 kêu hấp. 8 kêu hấp xong đã rồi. Đã là bỏ chạy rồi. Dông luôn rồi. Trời ơi, thịt nó dẻ ngon dữ vậy trời. Mình ăn mà mình người không ăn kêu kêu. Người không ăn thì kêu hấp hả? Ừ, còn người ăn cái nấu cháo thì em chưa nấu. Vậy mốt mình cứ quyết định nè. Này là lỗi tay ai? Ai mẹ. Lỗi tay lỗ tai. Lỗi tay hỏi. Cha ấy còn cái lông trắng nè. Hỏi hả? Nó kêu luôn. Ừ, hỏi cho nó cái lời. Đi ra ngoài nè con. Mấy đứa con đi ra ngoài nè. Cái chân người ấn quá. Ngon mà. Thịt cá ngọt ngay. Canh ngay lúc má đưa cái gỏi cuốn rồi má chưa kịp cắn hỏi rồi. Ăn sao trả lời? Hỏi vậy má trả lời mới biết là ngon. 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 Bể này ác quá. Thằng con chơi lắm. Rồi má xuống luôn. Hỏi cái má đi luôn à. Má cười quá chịu nói. Cứ chịu nổi. Đúng rồi, cứ chịu nổi. Cái quại đi chứ. Ngon mấy quyền. Tìm ha. Con cá nhiều không? Nồi này phải dứt đi chuối hột. Hỏi nhóm nước người này. Trời, mình chưa hết động bơ nữa cái gì. Bỏ thịt nê, gấp cá nhiều vô. Nãy giờ có mấy cuốn đâu trời. Cá nhấp nè. Mà thấy dễ dễ hoài, không thích cá. Mình phải làm đi có củi chứ. Mình bỏ cái thôi chứ không. Anh đi được con. Cho bỏ đi. Nhỏ cuốn luôn rồi. Cá ở cá ăn. Củ dao vô nè, bún nè. Rồi cái muỗng nè, sủi cá nè. Cái mắm chỉ đâu rồi. Mắm này chị Vy hấp luôn à. Hấp luôn thiệt. Hấp luôn rồi. Còn ấy như nhiều gót cho mà mẹ. Mặn quá hồi. Ê, cả luôn. Bày cái khát nước đó. Cái chén của ba chị chưa có hết nè. Ừ. Còn múc nhiều quá mà, múc một muỗng mà. Mẹ em mặn đầy con khát nước. Giờ đổ ngược lại. Ăn cuốn nha trời. Mẹ cho ớt cho nó nghe. Muỗng nè, dễ ra. Ăn ngon quá. Không cuốn lên cá không rồi.
thử miếng sao để nguyên đựng sao. Miếng kéo. Miếng cán này giòn quá, bóp vô. Bỏ một cái rồi cưng hết hết vậy. Cái vậy? Bỏ một cái nè. Thấy cưng luôn hả? Ừ nè. Thấy cưng sao gỡ mỏ người ta? Cưng nó cắn nó đi. Nhịn mỏ luôn hả? Em bé thức rồi. Cái gì? À, ý nó ăn bún với đó, cái là miếng cuốn vậy. Ăn cuốn hả? Ăn miếng cuốn phải không? Vậy con lấy cái tô đó. Cái tô á. Cái tô cho nó dễ hơn. Nó rộng. Để rau rồi vô. Gắp đi, lấy đũa gắp đại đi. Nhảy đi. Gắp TV hả? Hai chờ bạn. Chan nước không? Chan nước mắm đi. Chan nước mắm vô.